tiện quá bình một nghìn ml thủy tinh có vòi tặng kèm chân gỗ tiện lợi được các chị nhà thích bình thủy tinh một nghìn ml có vòi kèm chân gỗ tiện lợi và sang trọng dễ rót nước thiết kế đẹp mắt chất liệu bền bỉ chân gỗ chắc chắn giữ bình ổn định phù hợp để đựng nước trà hay đồ uống khác sản phẩm tiện ích thẩm mỹ cao lý tưởng cho mọi gia đình tốt quá máy xay tỏi ớt mini cầm tay 250ml không dây cổng Asiber, thịnh hành trong gia đình. Máy xay tỏi ớt mini cầm tay 250ml, không dây, sạc USB. Nhỏ gọn, xay nhanh và đều. Chất liệu an toàn, dễ vệ sinh. Tiện lợi, tiết kiệm thời gian, phù hợp cho gia đình nhỏ và người bận rộn. Quá tuyệt nè! Mỏ hàn trì cán gỗ điện 220V, công suất 40W, 60W, được. Mọi người mua sắm nhiều mỏ hàng chì cán gỗ, điện 220V, công suất 40W và 60W là công cụ hoàn hảo cho các công việc điện tử, DII và sửa chữa. Thiết kế bền bỉ với cán gỗ cách nhiệt, an toàn và thoải mái khi sử dụng. Nhiệt độ ổn định, giúp hàng nhanh chóng và chính xác. Phù hợp cho cả thợ chuyên nghiệp và người mới bắt đầu. Dễ dàng sử dụng, mỏ hàng này là lựa chọn lý tưởng cho mọi nhu cầu hàng chì. đỉnh chóp cầu dao CB 1 p 20 30A, bảo vệ thiết bị điện, được, các anh trai mua sắm nhiều. Cầu dao CB 1 p công suất 20A và 30A, bảo vệ thiết bị điện hiệu quả. Thiết kế nhỏ gọn, dễ lắp đặt, đảm bảo an toàn cho hệ thống điện. Chất liệu bền bỉ, chịu nhiệt tốt, nắc mạch nhanh chóng khi quá tải hoặc ngắn mạch. Lý tưởng cho gia đình và công nghiệp, giúp bảo vệ thiết bị điện đáng tin cậy. Cực chất Ấm đun nước dùng điện bằng, thủy tinh 1 8 lít, được các chị, em mua và sử dụng nhiều. Ấm đun nước điện thủy tinh 1.8L, thiết kế hiện đại. Đun nước nhanh, an toàn, tự động ngắt khi sôi. Tay cầm cách nhiệt, dễ sử dụng và vệ sinh. Lựa chọn hoàn hảo cho gia đình. Cực nóng Combo 5 hộp đựng thực, phẩm có nắp đậy, khay đựng, đồ ăn, thực phẩm lạnh. Combo 5 hộp đựng thực phẩm có nắp đậy, giữ thực phẩm tươi lâu chất liệu bền, dễ vệ sinh, khay đựng đồ ăn, thực phẩm lạnh tiện lợi, chống tràn, lựa chọn thông minh cho bảo quản thực phẩm. Quá hay nè. Giá đỡ laptop, kệ đỡ hợp kim nhôm điều chỉnh độ cao, kệ nâng máy tính, giá tản nhiệt. Giá đỡ laptop hợp kim nhôm, điều chỉnh độ cao, nâng máy tính và tản nhiệt hiệu quả. Thiết kế chắc chắn, giảm đau cổ và lưng, tăng cường hiệu suất làm việc, lựa chọn hoàn hảo cho không gian làm việc.